quảng cáo cột điện, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm cho vay lãi nặng. Dân khổ sở vì đường bụi mịt mù, đơn vị thi công nói bình thường. Lừa đảo mạng bủa vây người dùng. Từ quảng cáo cột điện, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm cho vay lãi nặng. Thưa quý vị, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp ra quân xử lý việc sao quảng cáo tín dụng đen, cụ thể là ở khu vực công cộng, và cũng đã bắt bằng cho vay lãi nặng đến 695% trên một năm. Cụ thể, ngày 6 tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ nhóm 5 người bao gồm Phan Văn Tài, Phạm Văn Trọng, Phùng Văn Minh, Mạc Biểu Đức, Nguyễn Quang Tịnh cùng chú tại thành phố Hà Nội để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra ban đầu, đây là nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất từ 240 đến 695% trên một năm với thủ đoạn là phát tờ rơi, dán quảng cáo cột điện để tiếp cận khách hàng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 170 kg tờ rơi, 35 kg cạp vi xích quảng cáo trái quy định. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động tín dụng đen từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt đề, xử lý nghiêm theo quy định. Ngày 6 tháng 5, Ban chỉ đạo 138 thành phố đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 quận huyện đồng loạt tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua, các tờ rơi quảng cáo giao vặt xuất hiện tràn lan gây mất mỹ quan đô thị, không chỉ tại các trụ điện, trạm xe buýt, cột đèn chiếu sáng mà còn ở tường rào cơ quan, doanh nghiệp và nhà dân. Nhiều tờ rơi có nội dung quảng cáo hoạt động tín dụng đen, núp bóng hình thức cho vay tín dụng tiêu dùng, thủ tục đơn giản gọn lẹ, không cần thế chấp tài sản để tiếp cận dẫn dụ người dân gặp khó khăn vay tiền với lãi suất cao. Theo Công an, hoạt động tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy, hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, tạt sơn, chất bẩn khi người vay không trả nợ đúng hạn như đã xảy ra tại nhiều nơi. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo 138 thành phố ban hành kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố năm 2023. Công an cũng phối hợp tổ chức sơn vẽ tranh trang trí tại các khu vực công cộng, đảm bảo tính thẩm mỹ, làm đẹp cảnh quan và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, góp phần đẩy lùi việc dán tờ rơi quảng cáo trái phép. Dân khổ sở vì đường bụi mịt mù, đơn vị thi công nói bình thường. Thưa quý vị, dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 9 đoạn km 0+00, km 20+300 đi qua hai huyện Krông Bắc và Krông Bông với tổng mức đầu tư dự kiến là 190 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 2 năm 2023 và dự kiến kéo dài khoảng 24 tháng. Hiện tại tuyến đường đang thi công dàn trải, nhiều đoạn đường đơn vị thi công đã bóc vỉa lớp nhựa cũ rồi đổ tràn ra hai bên đường. Ông Sáu, một người dân tại thôn 5 xã Hòa Tiến, huyện Krông Bắc cho biết, việc này khiến xe cộ từ trong nhà đi ra ngoài hoặc từ ngoài về hết sức khó khăn, người dân phải tự tạo một lối nhỏ để đi lại. Bà Loan, một người dân cũng ở xã Hòa Tiến than thở, nhiều đoạn đường đổ đá răm nhưng không lưu đèn khiến các phương tiện đi lại tạo thành bão bụi mịt mù. Nhất là khi xe tải chở vật liệu, chở cát đi ngang thì bụi dày đặc, người dân phải đóng cửa thường xuyên. Ở một số đoạn thi công, nhiều hố thử nước, cống thoát nước không có răng dây để cảnh báo cho người đi đường, trong khi tuyến đường có nhiều học sinh phải đi lại hàng ngày. Khi được hỏi về phương án đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường của dự án, đại diện tại hiện trường của công ty trách nhiệm hữu hạn An Nguyên, đơn vị thi công đã không trả lời. Còn trao đổi cụ thể về việc thi công gây bão bụi mịt mù, thì đại diện đơn vị thi công cho biết đơn vị đã cố gắng hết mình nhưng không ngăn được bụi. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ nên khó tránh khỏi việc thi công vào mùa khô thì bụi là bình thường, người đại diện của đơn vị thi công cho biết. Lừa đảo mạng bủa vây người dùng. Thưa quý vị, khi các giao dịch qua mạng ngày càng phổ biến, những chiêu trò lừa đảo người dùng xuất hiện ngày càng nhiều với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Dù đã tăng cường cảnh giác, nhiều nạn nhân vẫn rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo mạng. Dù các số điện thoại di động đều đã được cập nhật thông tin thuê bao trùng khớp với dữ liệu quốc gia về dân cư, nhưng các nhà mạng cho rằng việc xác định nghi phạm và điều tra hành vi vi phạm pháp luật lừa đảo qua điện thoại là chức năng của cơ quan công an. Các chuyên gia an ninh mạng cũng khuyến cáo người dùng phải tự bảo vệ tài sản, không cung cấp thông tin cá nhân hay là chuyển tiền khi chưa xác minh người liên lạc. Chuẩn bị chuyến du lịch cho cả gia đình dịp lễ 30 tháng 4 vừa qua, chị Ca sống tại Thành phố Hồ Chí Minh lên mạng tìm dịch vụ xe đưa rước sau khi đã book đầy đủ các nơi ăn trốn ở tại Nha Trang. Sau khi so sánh các dịch vụ, chị Ca quyết định chọn thuê dịch vụ của một công ty tư nhân do người đại diện có tài khoản Facebook là TH đứng tên. Chị Ca kể như sau:
Họ tỏ vẻ rất chuyên nghiệp khi cung cấp hình chụp rất chi tiết, lịch đưa rước chúng tôi từ sân bay đến các nơi du lịch theo yêu cầu. Họ cũng cung cấp hình ảnh xe 16 chỗ, sẽ dùng để phục vụ riêng cho nhà tôi, khiến tôi rất yên tâm. Với lý do dịp lễ đông khách, nên TH yêu cầu chị K đóng trước 10 triệu đồng để giữ chắc chỗ dịch vụ 4 ngày. Và ngày sau khi chuyển khoản book xe xong, nhà tôi có chút thay đổi về lịch trình nên tôi liên lạc với TH để thông báo. Tuy nhiên từ chat của Facebook đến gọi điện đều không thể hiện được. Sau đó chat Facebook bị bên kia chặn luôn, tìm trên web cũng không thấy đâu. Tôi mới biết rằng mình đã bị lừa. Cũng thông qua mạng, chị C, thành phố Hồ Chí Minh biết được H đang làm cho một công ty du lịch có tên tuổi, có cung cấp dịch vụ riêng là làm visa du lịch Hàn Quốc bà đỗ, chi phí dịch vụ phải nộp trước là 7 triệu đồng. Khi có visa đỗ trả thêm 60 triệu, nhập cảnh thành công chuyển thêm 40 triệu. Chị C kể lại như sau, do đã biết đến uy tín công ty, tôi khá tin tưởng nên chuyển khoản 7 triệu đồng để H làm dịch vụ, nhưng sau đó không thể liên lạc được với H, tài khoản Zalo Facebook đều bị chặn. Đến hỏi công ty, tôi được trả lời không hề cung cấp loại hình dịch vụ, bao đỗ và công ty cũng khẳng định H đã mạo danh lừa đảo khách hàng. Đây là hai trong số không ít nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo lợi dụng mùa du lịch mà tuổi trẻ đã ghi nhận được. Một trong những chiêu lừa phổ biến là đối tượng lừa đảo đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng xã hội với nhiều tiện ích kèm theo, đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc từ 30 đến 50% giá trị rồi chiếm đoạt tiền. Một chiêu trò khác là quảng cáo dịch vụ làm visa du lịch nước ngoài, cam kết tỷ lệ thành công cao, hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa. Sau khi nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí hoặc một phần chi phí, kẻ lừa đảo sẽ lặn bê tan. Sau khi đăng giao bán chiếc laptop mới trên một chợ thương mại điện tử, anh Trung sống tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh được một người dùng ở Bình Dương liên lạc qua Zalo để mua hàng. Người này cho biết sau giờ làm sẽ ra ngân hàng chuyển khoản và nhờ anh Trung ship laptop đến cho người thân ở thành phố Hồ Chí Minh để mang về Bình Dương ngay trong đêm. Đến khoảng 18 giờ, người mua gửi ảnh chụp màn hình ứng dụng ngân hàng với các thông tin chính xác là đã chuyển 15 triệu đồng đến tài khoản của anh Trung. Người đó còn gọi Zalo thông báo cho tôi nữa. Tôi cảnh giác bảo sẽ ship máy tính ngay khi tiền đến tài khoản. Tuy nhiên người kia cho biết giao chuyển khác ngân hàng nên có thể tiền đi chậm. Với lại người thân sắp đi về nên đã đặt shipper đến chỗ tôi lấy hàng. Trong phút chốc chủ quan tiện lợi, tôi đã trả laptop cho kẻ lừa đảo và không bao giờ nhận được khoản tiền mua nào. Anh Trung chia sẻ. Theo tìm hiểu của Thời Trẻ Online, chiêu trò làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng đang được nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng. Chỉ với vài thao tác chỉnh sửa Photoshop, nạn nhân sẽ nhận ngay biên lai, hóa đơn hay là các giấy tờ giao dịch với các thông tin họ tên, tài khoản ngân hàng, địa chỉ, chính xác như vừa cung cấp. Người nhận sẽ bị ngộ nhận đó là ảnh chụp thật của việc chuyển khoản hoặc in hóa đơn, biên lai nên tin tưởng và làm theo. Những kẻ lừa đảo cũng làm giả cả website, fanpage của công ty du lịch uy tín, ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch. Sau khi nhận được chuyển khoản, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. Chúng còn có thể mạo danh các đại lý bán vé máy bay hoặc là công ty du lịch để gửi mã đặt chỗ và yêu cầu khách hàng thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, chúng ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết bị lừa khi đến khi mình ra sân bay. Thậm chí ứng dụng di động cũng được làm giả để giăng bẫy người dùng. Chẳng hạn mới đây, ứng dụng mạo danh Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế với giao diện giống y hệt ứng dụng thật nhưng được cài đặt theo đường link do kẻ lừa đảo cung cấp thay vì là thông tin qua các kho ứng dụng chính thống đã được kiểm duyệt trên smartphone. Một chuyên gia an ninh mạng đã cho biết, ứng dụng giả mạo này yêu cầu quyền truy cập không khác gì một người chủ của chiếc điện thoại. Nếu chẳng may làm theo, người dùng sẽ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy cắp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.